thì cứ nghĩ là mưu mô tính toán, tính cao thì sẽ thắng cao, tính thấp thì sẽ bị thiệt thòi, nó không phải như vậy. Thắng bại là do thiện tâm và ác tâm khởi ra thôi. Mà ở thời đại này á, ai á mà có ác tâm á thì sẽ bị tiêu xác tiêu hồn á. Cả hiện bây giờ là song song về tâm linh cũng đang ma quỷ cũng đang bị những thiên thần đang đang tìm cách để mà triệt hết, thì núi mình cũng đã thanh lọc rồi. Ở bên Việt Nam cũng vậy, cũng sẽ có thanh lọc rồi, trong vũ trụ cũng vậy, những cái tầng trời đều sắp đặt lại hết rồi. Bản phong thần hai cũng sẽ tái diễn trở lại một ngày gần đây, cho nên thiên tướng trăm á, mà giọt máu mà chảy vô mặt ổng á, gọi là giọt máu hòa bình, vì sẽ đưa ổng vào tòa bạch ốc 1 triệu trên 1 triệu%, ổng sẽ chiến thắng hiên ngang vào hàng ngày 5 tháng 11 này. Đây là những lời thật, còn ai không hiểu thì gán tìm mà hiểu, còn ai mà trí thức thấp mà không hiểu về tâm linh, không hiểu thiên tướng chuyện này có cái nội lực gì hay là đang làm gì, thì làm ơn để ý cái quá trình